Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh Đầu Câu Phi Nguyễn nha anh em. Thì hôm nay em sẽ lên cho anh em video số 103 nha anh em. Đó, video số 103. Vì thì video này em sẽ lên cho anh em tổng cộng là 20 mã số nha anh em. Đó, 20 mã số. Thì giá em báo trên video á là giá những cặp máy nè, cặp số 1, số 2, số 3, số 4. Đó. 4 mã số đầu tiên là em sẽ bao ship cho anh em. Đó, vì những mã số này thì em sẽ lên cặp rồi ha. Anh em coi kênh của em thường xuyên anh em cũng biết rồi ha. Những mã nào mà em lên cặp rồi á là em sẽ bao ship cho anh em. Còn những mã số nào em lên lẻ á, thì anh em vui lòng tính phí ship cho anh em, một máy là 30.000. Đó, hai máy là em sẽ miễn phí ship. Rồi, như vẫn như cũ nha anh em. Rồi em sẽ báo cụ thể trong từng cái mã cho anh em biết ha. Rồi video này hôm nay là video số 103 nha anh em. Anh em mua hàng anh em vui lòng báo là mã video 103, anh em chọn mã số là em sẽ tìm rất là dễ cho anh em ha. Rồi thì em số điện thoại chốt đơn bên em đây. Số điện thoại chốt đơn bên em là Đầu Câu Phi Nguyễn nha anh em. Đầu Câu Phi Nguyễn Zalo, cộng số điện thoại là 0779674370 anh em. 0779674370, Đầu Câu Phi Nguyễn nha. Đó, Zalo cộng số điện thoại của em. Anh em mua hàng anh em vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại của em nha. Anh em gọi trực tiếp hoặc là anh em nhắn tin Zalo cho em. Đó, mọi thắc mắc là anh em liên hệ số điện thoại của em nha. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều nha. Rồi, đầu tiên là em vô mã số 1 đấy anh em. Mã số 1 là con này là con Korea Hàn Quốc anh em. Con này con Mitchell ha. Rồi, mã số 1 là em lên hai máy cho anh em. Rồi, con đầu tiên của mã số 1 đây nè. Hai mã này là anh em sẽ quay, anh em quay không có tiếng kêu nha. Đó. Con này là con Korea Hàn Quốc nè. Con này là có chà bạc đạn đây, Smart Pin nha anh em, TS1500. Đó, xe máy cũng tương đương 1500-2000 nha nè. Đó, TikTok Enjoy anh em, TikTok Enjoy nha. Cước số 2 anh em vô 150, cước số 3 anh em vô 100m, cước số 4 anh em vô 70m nha nè. Máy hoạt động mà không có tiếng kêu nha nè. Máy này không có tiếng kêu nha. Mua bên sóng lưới gà tốt đấy. Chốt chặn tốt, tao quay gặp anh em. Chế độ 2 chiều. Anh em thấy máy quay hơi bị lắc nhẹ cái đầu nha nè. Máy quay hơi lắc nhẹ cái đầu ha. Không mạnh đâu anh em, không mạnh đâu, vô cần nó sẽ cứng khừ luôn. Vô cần nó sẽ cứng. Đây nè. Vô cần nó sẽ im ha. Anh em cứ yên tâm. Mấy cái máy nào mà em báo anh em quay ok thì anh em sẽ về câu rất là ok, anh em cứ yên tâm điều đó ha. Rồi, con số 2 của mã số 1 đây nè. Con số 2 của mã số 1 đây. Đó, con Mitchell anh em. Mua bên sóng lưới gà tốt. Buôn mở cối đây. Mua bên sóng lưới gà kêu tốt nha anh em. Máy quay rất là mượt nha. Con này quay cũng hơi bị lắc nhẹ cái đầu luôn anh em. Nhưng mà máy quay mượt ha. Chế độ 2 chiều cho anh em. Con này size máy là size tương đương nó là 1000 anh em. Size máy tương đương 1000 nha. Máy bị mất cái nắp gài dây nha anh em. Mất cái nắp gài dây nha. Rồi, Mitchell anh em. Mã số 1 nha anh em. Mã số 1 hai máy này em để cho anh em là 250 bao ship nha. Mã số 1 hai máy là 250 bao ship, mã số 1. 250 bao ship. Tới mã số 2 anh em. Mã số 2 là hai máy này là hai con này là con Long Cat đây nè. Con Long Cat ha. Đó, con này là con di đúp anh em, di đúp một con Long Cát, một con di đúp ha. Em lên con di đúp trước nha nè. Con đầu tiên của mã số 2 đây. Con này xe máy là xe tương đương 3.000 anh em. Xe máy tương đương 3.000 ha. Gato máy là 5.0 đây. Gato máy là 5.0. con này thì anh em về anh em câu lua được đây. Xe máy này anh em câu lua được, anh em câu ngâm được nha. Em câu lăn xê, cá mè dinh đồ đó nè, cá mè dảnh đồ ha. Con này xe tương đương 3.000 này, cứ 0.25 anh em vô 190m, 0.30 anh em sẽ vô được 130m đây. Máy quay rất là nhẹ mượt nha. Cặp này là anh em quay sẽ có tiếng kêu nha. Cặp này là anh em quay sẽ có tiếng kêu. Đó, cặp này anh em quay sẽ có tiếng kêu. Một chiều anh em quay sẽ có tiếng kêu nha. Đó. Máy quay rất là nhẹ mượt nha. Rồi tới con số 2 của mã số 2 đây nè. Đó, con này con Long Cách Bull ha. Con này size 1500 anh em. Con này anh em quá quen thuộc với anh em rồi nha. Con này thông số của nó là cước số 1.5 anh em vô 180m đây. Xe máy là 1500 anh em.
chế độ hai chiều, một chiều đây nè. Rồi cặp này là cặp mã số, là mã số 2 nè, cặp mã số 2 để cho anh em giá 300 nha nè. Cặp mã số 2 để cho anh em giá 300 đó, con Long Cách Bull với con G-Dub nè. Cặp mã số 2 thì để cho anh em giá là 300.000 bao ship nha. Mã số 2 giá 300 bao ship nè. Tiếp theo tới mã số 3 đây đó, mã số 3 nha nè. Mã số 3 là con này là con Trung Quốc nè. Con Trung Quốc, con này size tương đương 2.000 nè. Con máy này size tương đương 2.000 nha. Con máy sẽ tương đương 2.000. Tương đương 3.000 anh em. Tương đương 3.000 nha. Máy để 3.000 đây. Chốt chặn tốt anh em. Mô bin sóng lưới gà tốt. Lăn đẹp anh em. Ta quay gặp. Một máy 3.000 anh em, một máy 3.000, một máy 1.000 ha. Con này là con này con ô của hãng Giwi anh em, Giwi Carbon Masta ha, con này size 1.000. Đó, một chiều có tiếng kêu. Máy quay rất ngược nha, ta quay thay đổi trái phải được hết nha anh em. Đó, cặp này là cặp mã số 3 đây, một con size 1.000, một con size 3.000. Con này mắc bên tem bên đây anh em. Cặp này để cho anh em giá 250 luôn nha. Mã số 3 để cho anh em giá 250, một con 1.000, một con 3.000, để cho anh em giá 250 mã số 3 nha. Tới mã số 4 anh em. Mã số 4 là lên cho anh em 3 máy nha anh em. Đó, 3 máy. 3 máy đều là 3 máy ta quay đôi hết anh em. 3 máy ta quay đôi hết nha. Đây, em sẽ lên từng máy cho anh em coi nha, cụ thể từng máy cho anh em coi. Rồi, lên con đầu tiên đây anh em. Con này là con Korea Hàn Quốc. 3 máy là đều 3 máy của Korea Hàn Quốc hết nha anh em. Mô bin sóng lưới gà tốt. Con này quay bị sẽ bị lắc cối nha nè. Đó, anh em quay sẽ bị lắc cối, để em vô cần cho anh em coi mức độ lắc cối nó cỡ nào ha. Sorry anh em có điện thoại nha. Đây nè, khi máy vô cần đây ha. Rồi, khi vô máy nha anh em. Rồi con này là con size nó tương đương là 3.000 anh em, cước số 3 170 nha, cước số 3 170m. Đó. Rồi tiếp tục lên máy số 2 nha anh em. Rồi máy số 2 nha anh em. Máy số 2 đây. Con này là cối kim loại anh em, máy cũng Korea Hàn Quốc luôn nha. Cối là cối kim loại. Con này size của máy là cước số 3 anh em vô 140 nha, cước số 4 anh em vô 120. Con này size máy 3.000 nha nè. Đó. Máy này hoạt động thì mượt nha anh em, không lắc cối nha, nhưng mà nó bị xào đạn nhẹ nha anh em. Nó tay quay cũng bị chốc sơn đây. Máy này quay ok, anh em mua máy này về, lấy máy này về anh em câu là nhẹ nhàng luôn, ok luôn anh em. Cái đạn nó xào nó kêu sạc 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 vậy thôi, nhưng mà máy này còn nhẹ mượt anh em. Đó, tay quay đôi hết nha. Ta quay thay đổi trái phải được nha anh em. Tiếp theo đây anh em. Con này là con số 3 của mã số 4 đây nè. Con này là size nó là size tương đương 1.500 anh em. Đó, size tương đương 1.500 ha. Quay hơi bị lắc cối nhẹ đây. Sẽ quay hơi bị lắc cối nhẹ luôn anh em. Korea Hàn Quốc luôn. Đó. Vô cần đây nè. Rồi ba máy là ba máy mã số 4 nha anh em. Ba máy mã số 4 này thì em để cho anh em giá là 300.000 bao ship thôi anh em. Ba máy này giá là 300.000 thôi anh em. Đó. Anh em coi kỹ clip nha, coi kỹ clip em đã báo tất cả trên clip rồi nha anh em. Anh em coi kỹ rồi anh em hãy đặt hàng nha. Ba máy là giá 300.000 bao ship mã số 4 anh em. Mã số 4 ba máy 300 bao ship nha. Tiếp theo là mã số 5 đây. Mã số 5 là lên cho anh em con HK 1.000 nha anh em. HK 1.000. Cối là cối kim loại. Cối là cối kim loại nha nè. Máy quay nhẹ mượt anh em. Trong máy còn bia nha. Bia còn xài rất là tốt nha anh em. Còn mới cáo nha. Mô bin sóng. Gạt tốt. Cái gạt nó rất là to ha nè. Cái gạt nó rất là to. Lăn cước đẹp anh em. HK này là size nó size tương đương 1.000 gato 5.2 ha. Máy có chạy bật đạn.
Rồi con này là con mã số 5 anh em. Mã số 5 em để cho anh em giá 200 ngàn nha. Mã số 5 giá 200 anh em. Mã số 5 giá 200. Tiếp theo mã số 6 đây. Mã số 6 là một máy made in China luôn anh em. Made in China luôn ha. Đó, mã số 6 là made in China. Con này con Greensy ZT 2000 anh em. Greensy ZT 2000 nha. Con này mất cái tem bên đây. Mất cái tem bên đây. Con này xe máy xe 2000 anh em. Máy hoạt động ok anh em. Chốt chặn đây. Chế độ 2 chiều đây anh em. Mất tem hai bên luôn anh em. Mất tem hai bên luôn. Ở con này bán cho anh em giá rẻ cho anh em về anh em xào chế lại ha. Tính đâu bị mất từ bên đây, giờ còn mất hai bên đây luôn anh em. Giờ bán rẻ cho anh em về anh em cắt cái miếng anh em chụp lại này. Rồi bán con này cho anh em giá là một máy còn quay im lắm anh em. Bán này giá 520 thôi anh em ơi. Con này bán cho anh em giá 520 nha. Mã số là mã số 6 anh em. Mã số 6 có kim loại, size máy là size 2000 anh em. Máy chạy hai mặt đạn nha, ta quay thay đổi trái phải được. Con này con mã số 6 giá 120 thôi nè. Mã số 6 giá 120. Tới mã số 7 đây nè. Mã số 7 là lên cho anh em con Korea Hàn Quốc. Con này là con Sirius 3000 anh em. Sirius 3000 ha. Cối là cối kim loại. Cối là cối kim loại, thân carbon, ta quay kim loại luôn anh em. Ta quay kim loại đây, ta quay gặp. Máy có hệ thống ABS nha anh em. Máy có ABS nha. Lăng là lăng đồng thao đẹp anh em. Mô bin sống với gà tốt đây. Đó, gà. Con này mất nắp chụp nha anh em. Mất nắp chụp bảo vệ. Nắp chụp bảo vệ nha anh em. Còn con ốc là con ốc siết đây. Nắp có chụp bảo vệ ở ngoài. Con này cước số 4 anh em vô 180. Cước số 6 anh em vô 100. Nó sai thật nó tương đương 4000 nha anh em. Có kim loại sai thật tương đương 4000. Lua lóc đây anh em. Lăng xê con ngâm rồi ha. Chế độ 2 chiều. Rồi con này con mã số là mã số 7 anh em, để cho anh em con này giá 250 nha. Mã số 7 giá 250 anh em. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 anh em. Mã số 8 nha. Mã số 8 lên cho anh em con Daiwa Sprintermax nha anh em, ST700. Con này tiếng mobile mất anh em, mất tiếng lưỡi gà nha. Hôm nay mấy con này em sổ giá rẻ luôn. Đó, máy hoạt động thì còn ok, ngon lành. Mắc tiếng lưỡi gà anh em. Đây, quay hai chiều có xào nhẹ đây nè. Báo cho anh em xào nhẹ luôn ha. Đó, xả một pin vẫn còn ok ha, siết vẫn cứng vậy nè, mắc tiếng lưỡi gà thôi. Con này size máy là size tương đương 1500 anh em. Size máy tương đương 1500 nha. Có carbon, thân carbon, ta quay kim loại anh em. Ta quay gặp. Đó, Daiwa Sprintermax xe 1500, con này made in da băng nha. Made in da băng nha. Da băng nha anh em. Rồi, con này là con mã số 8 anh em. Mã số 8. Rồi con này bán cho anh em giá là 180 luôn nha anh em. Con này mã số 8 đây, mã số 8 bán cho anh em giá 180 nha. Tiếp theo mã số 9 đây nè. Mã số 9 là con lấy lên cho anh em con Daiwa Long Carbon nha anh em. Daiwa Long Carbon, con này made in da băng nha. Made in da băng, cối là cối kim loại anh em. Cối là cối kim loại, ga tô máy 5.3 đây. Đó, con này con Whisker nha, Daiwa Whisker anh em. Daiwa Whisker made in da băng. Ta quay gặp anh em. Mua bên sống với gà tốt nha. Con này size máy là size nó tương đương 1500 nha anh em. Con này size máy 1500 nha. Rồi sorry anh em ha. Bị điện thoại nhiều quá anh em. Hôm nay ngày gì mà anh em điện thoại ngay giờ quay clip.
Cái này là size máy 1500 anh em, có là có kim loại nha. Đó. Ta quay núm gỗ đây. Máy này quay cũng hơi bị lắc cối nhẹ nha anh em. Máy quay hơi bị lắc cối nhẹ ha. Wickerbot máy in da băng anh em, Gato nằm 5.2, 5.3. Con này mã số 9 anh em. Mã số 9 bán cho anh em giá là 280.000 anh em. Mã số 9 giá 280 nha. Tới mã số 10 anh em. Mã số 10 là Alivio 1000 anh em. Alivio 1000. Con này mã số 10. Là con Alivio này made in Malaysia anh em. Made in Malaysia nha, có ABS cho anh em đây. Có kim loại. Con này quay hơi bị sạc đây anh em. Tất nhiên con này không bị mặt đạn giữa này nha anh em, không bị mặt đạn đầu nha. Con này bị mặt đạn tay quay nè anh em. Nó xào là nó xào mặt đạn tay quay đây. Nó xào nhẹ thôi anh em, nó không có xào mà nặng ha. Con này bị xào bạc đạn tay quay. Cái nào báo là báo gõ cho anh em. Nó bị xào ngay chỗ khúc này nè anh em. Nó không có bạc đạn, nó xào cái khúc này nè. Còn bạc đạn giữa là không xào nha anh em. Bạc đạn giữa là em kiểm tra rồi, rất là tốt ha. Nó xào ngay chỗ hai bên tay quay đây nè. Này con Alivio 1000 của Shimano nè. Hình cũng rất là đẹp ha. Máy khá là rất là đẹp luôn. ABS nha nè, chế độ 2 chiều đây. Mô bin sống nè, lưỡi gà tốt. Con này Gato tương đương 5.5.2 nha nè. Con này mã số 10 anh em, mã số 10 size 1000 nha. Size 1000 con này mã lai, bán cho anh em con này giá 280 luôn nha anh em. Mã số 10 giá là 280 luôn. Tiếp theo mã số 11. Mã số 1 là lên cho anh em con Olympic nha anh em. Con này con Olympic H2 Quality Spark 110 anh em. Con Olympic da băng nha. Có máy là có carbon đây, thân kim loại, ta quay kim loại nha. Ta quay thay đổi trái phải được, gạt tốt, lăn cước đây nè, khúc này nó bị tan ha, lăn cước xài ok nè. Máy hoạt động ok, mô bin là mô bin sống nè, lưỡi gà tốt, chế độ 2 chiều đây. Con này size máy là size tương đương khoảng 5000 nha anh em. Con này size tương đương 5000 nha. Size máy tương đương 5000, ta quay thay đổi trái phải được. Rồi con này mã số là mã số 11 anh em. 11 bán cho anh em con này giá 250 nha. 250 rồi nè. 11 giá 250. Tiếp theo mã 12 anh em. Mã 12 là lên cho anh em con Micon anh em, No 101 nha, carbon rapid. Con này hãng Diamond anh em. Diamond này made in Malaysia, made in Japan đây. Đó, made in Japan nha. Diamond made in Japan. Cối carbon này anh em. Thân kim loại, ta quay kim loại nha. Gato máy 5.2. Gato máy 5.2. Con này thì anh em gấp ta quay được nha. Đó, anh em kéo này qua anh em gấp ta quay xuống nha. Đó, anh em gấp ta quay xuống đây được. Anh em câu anh em bật lên. Đó, anh em bật lên. Đó, lại sẽ nằm vị trí dưới cũ cho anh em. Buôn mở cối đây. Mô bin sống lưới gà tốt anh em. Chế độ 2 chiều anh em. Rồi, máy quay rất là mượt ha. Con này mã số 12 anh em. 12 bán cho anh em giá 280. Quay hơi bị xào nhẹ anh em. Đó. Rồi, ok ha anh em. Rồi, 12 giá 280 anh em. Con này con mã 12 nha. Giá là 280.
Tiếp theo mã 13 đây nè. 13 là lên cho anh em con Daiwa Sprinter ST 1000. Đó, sai máy đây, sai máy 5000 anh em. Mô bin sống cái gà tốt đây. Gà tốt. Con này con mã 13 nè. Cước số 6 anh em vô 140, cước số 5 anh em vô 170 nha. Lăn cước ok anh em. Ta quay giờ ta quay gặp đây. Chốt chặn tốt. Xe máy tương đương 5000, cối carbon, thân kim loại, ta quay kim loại nha. Chế độ 2 chiều. Con này máy mã số 13 anh em. Mã số 13 bán cho anh em con này giá là 280 luôn. 13 giá 280 anh em. Xe máy tương đương 5000, gato tương đương 3.8 nha anh em. Gato tương đương 3.8. Đó. Tiếp theo con mã 14 anh em. Mã 14 nha. Con này là con Daiwa Junius 4000. Cước số 6 vô 150m tương đương với size máy này size 5500 anh em. Con này made in Việt Nam nha. Có là có kim loại made in Việt Nam anh em. Con này mô hình nó cũ anh em. Đó, mô hình cũ ha. Con này size máy tương đương 5500. Máy hoạt động cũng có hơi xào nhẹ nha nè. Chế độ 2 chiều đây. Hơi xào nhẹ đó nè. Sai máy tương đương 5 ngữ nha nè. Trên máy để 4000, còn là máy Việt Nam. Con này bán cho anh em giá là 180.000 luôn anh em. Ngoại hình nó cũ đây nè. Bán cho anh em giá 180 luôn nha. 14 giá 180 luôn anh em. 14 giá 180. 14 giá 180 luôn anh em. Tới 15 đây. 15 là made in Japan anh em. Con Shimano SB3 nha, Shimano SB3, con này full kim loại nè. Máy full kim loại nha. Mô bin sống lưới gà tốt nha. Con này hơi bị giục chốt đây nè, vậy anh em làm lại ha, bán sát cho anh em con này luôn. Này anh em về anh em, nếu mà anh em gành anh em tháo ra anh em vệ sinh cái chỗ luôn, cái cò đó là được. Con này xe máy tương đương khoảng 7000 nha anh em. Xe máy tương đương 7000, máy chạy bạc đạn đây. Con này mã 15 anh em. 15. Con này bán cho anh em giá là 200 luôn. 15 giá 200 anh em. 15 giá 200 nha. Mã 16 anh em. 16 là lên cho anh em con Daiwa Sportline ST2 nha anh em. Daiwa Sportline ST2. Mô bin sống anh em. Gạt tốt. Lăn đẹp ok anh em. Nó mắc bên tem bên đây nha anh em. Con này máy đi ra băng. Thông số cước là cước số 7 anh em vô 190m đây. Cước số 6 anh em vô 230 nha. Con này xa máy 7000 anh em. Con này anh em không gặp được tay quay nha. Cái tay quay này là ở bển người ta nó bị gơ tay quay đi. Ở bển người ta chích keo lại, người ta quấn dây, người ta chích keo luôn rồi. Anh em sẽ không gặp được tay quay. Đó. Tay quay thì anh em thay đổi trái phải được. Ở bển người ta chích keo cho nó cứng cái tay quay lại anh em. Chích keo quấn dây rồi đây. Là anh em sẽ không gặp được tay quay nha. Đó, anh em không gặp được tay quay. Anh em chỉ thay đổi tay quay trái phải được thôi nha. Con này thì mã số là mã số 12 16 anh em. 16. Gato của nó là 3.4.8 anh em. Gato nó 4.8 nha. 16, con này để cho anh em giá là 200 luôn anh em. 200.000 luôn. Đó, 16 giá là 200 luôn anh em. Không gặp được tay quay nha. 16 giá 200 luôn. Tiếp theo mã 17 đây anh em. 17 nha. 17 là lên cho anh em con STEM anh em. ES 400. Gato 4.2 nha. Rồ Marine. Con này cước số 8 anh em vô là 170. Cước số 6 anh em vô 200. Con này xe máy 7000 nha anh em. Máy có chạy bạc đạn. Có là có kim loại nha.
Đó, máy quay nhẹ một anh em. Sang máy 7.000, máy ngoại hình còn đẹp anh em. Máy ngoại hình còn khá là đẹp luôn. Chốt chặn. Đó, máy quay nhẹ một anh em. Không xào lắc gì hết nha. Chế độ hai chiều đây. Sang máy 7.000. Đó, cho anh em câu lăn xê, câu vật bãi, câu ngâm, quấn bè đồ. Lăn là lăn đồng thao luôn anh em. Rồi con này mã số là mã số mã số là mã số 17 anh em. 17 mã số này bán cho anh em giá là 280.000 anh em. 280.000 nha, mã 17 giá 280. Tiếp theo là mã 18 anh em. 18 nha. 18 là con này là con Made in Japan luôn nè. Hôm nay em xả mấy con mà Made in Japan kim loại này, máy mà xấu xấu đây nè, lỗi nhẹ nhẹ là em xả hết. Con này con Daiwa Spotlight ST chìa qua đây nè, Gato máy 4.8 đây. Đó, con này size máy 8.000, con đó ST chìa 2 là size máy 7.000 đó nè. Đó. Con này full kim loại luôn anh em. Nó ngoại hình con này thì xấu nha. Con này ngoại hình xấu anh em. Ta quay rồi ta quay gặp đây, ta quay thay đổi trái phải được anh em. Chế độ hai chiều đây, xe máy con này 8.000 đấy nè. Xe máy này xe máy 8.000. Hình con này xấu nha nè. Rồi, con này Gato 4.8 anh em, xe máy 8.000, ta quay thay đổi trái phải được, máy full kim loại nha. Chốt chặn. Gạt cước. Chế độ hai chiều đây. Rồi con này mã số là mã số 18 anh em. 18 nha. 18 bán cho anh em con này giá là 230 thôi anh em. 18 bán cho anh em con này giá 230 nha. Hôm nay thanh lý mấy con cũ cũ này hết. Tiếp theo mã 19 đây nè. Mã 19 là hai con da băng anh em. Hai con này hai con đuôi chuột Made in Japan nha. Hai con này size máy là tương đương 1.000 anh em. Đó, con đầu tiên của mã 19 đây. Hai con đều là Shimano hết nha anh em. Con này Shimano đây. Con này là con Shimano Carbon Matic anh em. Carbon Matic BCN 1.000 anh em. Đó, có là có bằng carbon. Thân nó cũng bằng carbon luôn. Ta quay là kim loại. Núm ta quay núm gỗ, máy quay nhẹ mượt anh em. Lăng đá sứ. Lăng máy là lăng đá sứ nè. Mô bin sống lưỡi gà kêu tốt nha. Xe máy 1.000, cước số 2 anh em vô 165m, cước số 3 anh em vô 110 nha. Gato máy đây. Đó, Gato 4.8 anh em. Cái con số 2 của mã này đây nè, mã 19 đây. Con này cũng Shimano luôn, Shimano GD 1.000 anh em. Đó, có cầm carbon luôn, thân kim loại, thân carbon luôn anh em, ta quay kim loại. Xe máy cũng là 1.000. Này cước số 2 anh em vô 165m, cước số 3 anh em vô 110m nha. Cước số 3.5 anh em vô 190m. Cước số 3.5 anh em vô 95m. Hai máy đuôi chuột xe 1.000 máy in da băng đây. Cặp này bán cho anh em giá 550 nha. Cặp này giá 550 nè. Cặp này quay nhẹ mà ok, con này mới mất cái nắp chụp nha nè. Con này còn nắp chụp, con này mất nắp chụp nha. Hai con lăn là lăn cước đá sứ hết nha nè. Rồi cặp này bán cho anh em giá 550 nha. Tiếp theo, mã số 25 đây. 25 là bán cho anh em cặp máy sét này nha, cặp máy sét xay khủng nha nè. Cặp máy sét xay khủng đây. Đó, cặp này bán cho anh em máy sét nha, hai con full kim loại hết, máy da băng hết nha nè. Con này là con Olympic DS nha nè. Let's Go DS No 2 nha. Đó, máy full kim loại. Máy không cốt trợ lực nha nè, máy này không có cốt trợ lực ha. Máy full kim loại. Con này ngoại hình còn mới nè. Con này bị lỗi cái tay quay nha. Tay quay nè. Đó, lỗi tay quay đây. Mô bin là mô bin không có tiếng lưỡi gà nha nè. Gạt tốt. Lăng là lăng đá sứ đây. Quay nó hơi gích nha nè. Quay nó hơi gích ha.
chốt chặn thì còn tốt nè. Made in da băng, con này là thông số là size nó tương đương 10.000 anh em. Cước số 10 anh em dương 190m đây, size máy 11.000 anh em. Gato là 4.78 nha, máy nặng 375g. Nó size máy 11.000. Anh em về anh em lấy cối rồi anh em lấy con lăn, anh em lấy gạt rồi ha. Nói chung là anh em lấy gì anh em lấy. Báo cho anh em là vậy đó ha. Rồi, con số 2 của mã số 20 đây. Con này là con Daiwa Sprinter ST 5000 anh em. Con này thông số của nó là cước số 10 anh em vô 180m đây, con này xe máy tương đương 10.000 nha. Con này á thì báo cho anh em là nó sẽ bị cọ gấu dưới đây nha. Đó. Anh em về anh em chim đông đền gì lên đó. Anh em làm gì anh em làm ha. Mô bin sống lưỡi gà tốt đây. Gạt tốt, lăn cước đẹp rồi nè anh em. Tao quay gặp rồi ha. Nó bị cọ dưới đó đó nè. Đó, báo cho anh em bị cọ này ha, về chim long đền gì lên đó nè. Hoặc là anh em nâng cối, nâng nói chung là báo cho anh em vậy, anh em về anh em làm gì anh em làm nha. Full kim loại. Rồi, ok. Cặp này bán cho anh em mã số 20, cặp này bán cho anh em giá 400 nha anh em. Cặp này 400 bao ship nha. Cặp đó, cặp số 19 cũng 550 bao ship nha anh em. Nói chung là lên cặp làm bao ship cho anh em hết. Cặp này 400 bao ship cho anh em đây. Rồi thì hôm nay trên lên là 20 mã anh em. 20 mã số nha. Thì anh em mua hàng anh em vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại của em nha. Đồ câu Phi Nguyễn, Zalo số điện thoại là 0779 64 30 anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em nha. Bye bye anh em.